Anh là thằng đàn ông mà anh không biết liêm sỉ là gì cả. Chim thì bé mà anh còn đéo có xe. Anh thử xem lại mình xem. Người ta thì nhà lầu xe hơi, còn anh thì đi bán bún trộn. Anh có biết liêm sỉ là gì không? Hoàng! Wow.